Chào mừng các bạn đến với kênh Tin học cho người khiếm thị của Nguyễn Trường Thanh. Thưa các bạn, trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về cách biên tập video với phần mềm AVD Mood. Như các bạn cũng đã biết, đối với người khiếm thị, việc biên tập video là khá khó khăn. Và sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, tôi nhận thấy chương trình AVD Mood là một chương trình tiếp cận khá tốt với trình đọc màn hình, và nó còn là một phần mềm miễn phí. Vì vậy, tôi làm video này để chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay hoặc hữu ích, rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký, chia sẻ đến nhiều người khiếm thị được biết. Sau đây, xin mời các bạn cùng tôi biên tập video với AVD Mood. Trước hết, các bạn hãy tải và cài đặt AVD Mood vào máy tính của các bạn. Link tải AVD Mood tôi sẽ để ở phần mô tả video. Bây giờ, tôi sẽ mở chương trình từ màn hình nền desktop. AVD Mood 35/47. Enter. AVD Mood. Chương trình AVD Mood đã được mở lên. Các bạn nhấn phím Ctrl cộng O mở hộp thoại Open. Ctrl O select video file dialog file name. Sau đó các bạn tìm file video để đưa vào. E colon enter E explorer pane full audio Google Drive 1/20 video 12/20 enter shell folder with xin em đừng khóc vô quy. Tôi sẽ đưa cái video tên là xin em đừng khóc vô quy vào. Enter a video that's unavailable. Decoding frame type. Cancel button. Enter. Checking if timestamps are valid. Dot dot. Cancel button. Enter. Xin em đừng khóc vô quy. Dot mp4. Như vậy, video đã được ép vào chương trình. Chúng ta nhấn khoảng trắng để phát nhạc và dừng phát nhạc để kiểm tra. Space. Space. Chương trình AVD Mood không hỗ trợ các bạn tua bằng phím nóng. Tuy nhiên, các bạn có thể di chuyển bằng các phím Home để về đầu file, End để về cuối file, Control Page Up để đánh dấu điểm bắt đầu, Control Page Down để đánh dấu điểm kết thúc, Page Up để di chuyển tới điểm đánh dấu ban đầu, Page Down để di chuyển tới điểm đánh dấu kết thúc. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng hộp thoại Time để tua video. Để mở hộp thoại Time, các bạn nhấn Ctrl cộng T. Ctrl T, xin em đừng khóc vô quy. Dot mp4. Sau đó các bạn nhấn Insert Tab để nghe. Timestamp edit spin box 00m to set the value use the arrow keys. Các bạn nghe thấy 00m có nghĩa là 00 phút. Tiếp tục nhấn Tab. Edit spin box 05s. Các bạn nghe thấy thông báo 05s có nghĩa là 05 giây. Các bạn nhấn tiếp. Edit spin box 772. Ở đây là mili giây. Các bạn nghe lại. Edit spin box 772. To set the value, use the arrow key. Nhấn escape để thoát khỏi thoại. Escape. Xin em đừng khóc vô quy. Dot mp4. Trước khi chỉnh sửa video, các bạn cần thiết lập một vài thông số cho video như sau. Các bạn nhấn Tab. Tìm đến mục Video Output. Xin em đừng Video Output Combo Box. Ở đây là một hộp thoại Combo Box. Các bạn nhấn phím An cộng mũi tên xuống để mở. List Box Copy 1/13. Các bạn nhấn mũi tên xuống, chọn mục 9/10. FFDV FLH Back 4 Asks Vid 4 8 Back 4 AVCX 264 9/10. Các bạn nghe lại. Back 4 AVCX 264 9/10. Các bạn nhấn Enter. Enter Video Output Combo Box. Tiếp theo, các bạn nhấn Tab đến One Track. Configure Button. Filters Button. One Track Combo Box. Đây cũng là một combo box. Các bạn nhấn An mũi tên xuống để mở. List Box Copy 1/11. Nhấn mũi tên xuống, chọn mục thứ 2/10. AKFDK 2/10. Các bạn nghe lại. AKFDK 2/10. AKFDK. Enter. Enter One Track Combo Box. Bây giờ các bạn sẽ nhấn phím khoảng trắng để phát nhạc và nhấn Tab để tìm tới Output Video. Sau đó nhấn mũi tên xuống, chọn MP4. Nhấn Enter. Space. Output format combo box.
space. Như vậy là tôi đã thiết lập xong 3 thông số cho video. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa video như sau. Giả sử tôi muốn xóa đoạn dạo nhạc đầu của bài hát này, tôi sẽ làm như sau. Nhấn Home về đầu file. Home. Nhấn Ctrl cộng Quyết Up để đánh dấu điểm đầu. Bây giờ ta áng chừng đoạn dạo nhạc thường dài khoảng 30 giây. Các bạn sẽ nhấn Ctrl T. Control T. Shinem Zuncock. Ở đây là tại phút ta đánh 00. 00. Edit spin box. Đến tab, đến giây, nhập 30. 0. Enter. Enter. Shinem. Chúng ta nghe thử. Space. Chúng ta thấy là bị mất một vài từ. Tôi sẽ nhấn Ctrl T. Control T. Ở phút vẫn đánh là 00. 00. Edit spin box. Ở giây đánh là 28. 8. Nhấn tab. Edit spin box. Milli giây đánh là 00. 00. Enter. Enter. Shinem Zuncock. Space. Chúng ta thấy là vẫn thiếu một chút. Sửa lại. Nhấn Ctrl T. Control T. Shinem Zuncock. Nhấn phút là 00. 00. Tab. Edit spin box. Giây là 27. 2. 7. Edit spin box. Milli giây là 900. 9. 0. 0. Enter. Shinem Zuncock. Space. Như vậy chúng ta thấy đã ổn. Bây giờ tôi sẽ mở thoại tham. Control T sheet. 00 phút. 00 edit spin box. 27 giây. 2. 7. Edit spin box. 900 milli giây. 9. 0. 0. Enter. Enter. Shinem. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu điểm cuối ở đây. Ctrl cộng Quyết Up. Rồi nhấn phím Delete. Land. Bây giờ chúng ta nhấn Home về đầu. Home. Và nghe thử. Space. Space. Như vậy, tôi đã xóa được đoạn dạo nhạc đầu. Giả sử tôi muốn lấy từ đoạn đầu cho đến 10 giây để làm phần nhạc chuông chẳng hạn, tôi sẽ làm như sau. Mở hộp thoại tham. Control T. Chúng ta sẽ nhập là 00. Edit spin box. Nhấn tab. 10 giây. 1. 0. Nhấn tab. Edit spin box. 00. Enter. Shinem Zuncock Group White. Sau đó nhấn Ctrl cộng Quyết Up để đánh dấu điểm đầu. Đưa về cuối file bằng phím End. End. Đánh dấu điểm cuối bằng phím Ctrl cộng Quyết Down. Nhấn Delete để xóa. Land. Đưa về đầu file và nghe thử. Home. Space. Như vậy là chúng ta đã có được đoạn video 10 giây. Để lưu video, các bạn nhấn Ctrl cộng S. Control S, select file to save dialog, file name. Tôi sẽ lưu vào ổ E với tên là nhạc chuông. E, colon, backslash, N, H, A, C, E, N, H, U, O, N, G. Tab. Save as type combo box mp4 file star.mp4. Các bạn sẽ thấy nó báo là mp4 rồi. Tab save. Toolbar I for save button. Enter. Enter. Info. Info. OK button. Enter. Bắt đầu OK rồi đấy. OK button. To space. Shinem Zuncock Group Y.mp4. Tôi sẽ vào ổ E để kiểm tra. Windows E. This PC. Items view. EEE. 5. Enter. EEE. Item. N. New for N. Nakjuam.mp4. Enter. The KM play. Như vậy là tôi đã cắt được một đoạn video là 10 giây. Okay. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép video. Tôi sẽ đóng cửa sổ này lại. Alt F4, desktop. Để ghép video, đầu tiên các bạn cũng mở AVD Mode. Avidimux, third enter. Avidimux. Sau đó các bạn nhấn Ctrl cộng O để ép video thứ nhất. Control O, select video file dot 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 dialog, file name. E, colon, enter E, file. Explorer pane, fold video 12 of 21, enter shell folder view, items view. Tôi sẽ ép đoạn video thứ nhất là bài hát Xin em đừng khóc vô quy. X, Shinem dot enter, Avidimux unavailable, decoding frame type, cancel button, enter, checking if timestamps are valid dot dot, cancel button, enter, Shinem dot co- Nhấn khoảng sáng để kiểm tra. Space. Space. Đưa về cuối file nhằm vào phím End. End. Nhấn Ctrl cộng A để ép đoạn video thứ hai. Select video file to append dot 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 dialog, file name.
E colon enter E explore video 12 of 21 enter shell folder. Tôi xét đoạn video thứ hai là vùng lá máy bay. V one lami bay mp4 enter shinem dun shinem dun. Những khoảng trắng để kiểm tra space space. Như vậy đoạn video thứ hai đã được đưa vào. Để cẩn thận hơn, các bạn nhấn home để kiểm tra xem cái đoạn video thứ nhất còn ở đó không. Home space space. Như vậy hai đoạn video đã được nối vào với nhau. Bây giờ các bạn lại thiết lập ba thông số cho video như vừa rồi. Nhấn tab đến video output. Shinem dun video output combo box copy down. Nhấn an mũi chân xuống. List box. Nhấn mũi chân xuống chọn mục 9/10. FF puppet TV FL8 back encoder 6/10 back 4 AVCX 264. Nhấn enter. Enter video. Nhấn tab đến one track. Configure butt filters but one track combo box. Nhấn an mũi tên xuống để mở. List box copy one of. Nhấn mũi tên xuống chọn mục thứ hai. AKFDK 2/10. Nhấn enter. Enter one track. Phát video và nhấn tab để tìm tới output format. Space. Nhấn mũi tên xuống chọn enter mấy con. Space. Sau khi thiết lập xong ba thông số, các bạn nhấn Ctrl cộng S để lưu lại video. Control S select file to save dialog. Tôi sẽ lưu video vào ổ E. E colon backslash với tên là video đã ghép. V I E O E video D A da G A E E save as type combo box mp4 file star dot. Tab and save. Toolbar I folders button save button alt plus S. Enter. Enter E video dot. Các bạn muốn kiểm tra tiến độ, nhấn in sức cộng B. Encoding dot dot dot, group button, group time remaining, progress bar 28, 6. Chúng ta nghe thấy con số 28, có nghĩa là được 28%. Khi nghe được con số, chúng ta nhấn Ctrl để do ngừng đọc. Info OK button, enter. Hộp thoại thông báo đã hoàn thành và chúng ta nhấn OK để xác nhận. Space, shinem dun cock group y dot mp4. Bây giờ tôi sẽ vào ổ E để kiểm tra. Windows E, this PC, items view multi select. EEE, 5 of 6. Enter EE items V video 12 of 20 video dot ghép dot mp4 19 of 20 video đã ghép. Type video dot enter the KM player. Tôi sẽ nhấn tua để kiểm tra xem. Ngày đó quen nhau. Như vậy tôi đã ghép được hai đoạn video với nhau. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ hình ảnh khỏi file video lưu thành file MP3. Để lưu file video thành MP3, các bạn chỉnh thông số ở track 1 thành MP3. Configure button video dot get dot mp dot 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 read only video dot get dot m zero up video dot get left right video dot dot really really can filters one track combo box AKFDK down. Các bạn nghe lại. Video decoder lab codec DXVA2 video output audio output one track MS output format one track combo box AKFDK to change the selection use the arrow keys down. Các bạn nhấn an cộng mũi tên xuống để mở. List box AKFDK 2 of 10. Nhấn mũi tên xuống để tìm MP3 lên. Aglam, AC3, MP2, 6, MP2 lab, MP3 lane, 8 of 10. Enter. Enter, one track combo box, MP3 lane, down. Tiếp theo, các bạn nhấn an A để mở hộp thoại Save Audio. Alter menu, select track S. Nhấn mũi tên xuống, chọn Save Audio. Save Audio A. Enter. Enter, leaving menus, select file to save audio dialog, file name, edit combo, video.gap.mp3, alt plus N. Như vậy là đã có file, nó đặt tên file sẵn là video ghép mp3, tôi vẫn để nguyên. Tôi sẽ lưu e v e colon backslash da e colon backslash video save as type combo box mp3 toolbar save button alt plus s tab đến save enter enter video dot ghép dot mp4 video is unavailable saving audio cancel button enter. Nhấn in sức B để kiểm tra. Saving audio elapsed, progress bar 57, time remaining 0 o'clock 06. Codec options, group, video decoder, lab codec, DXVA2, config, video decoder, lab codec, DXVA2, vi- Như vậy nó đã lâu xong. Tôi bỏ E để kiểm tra. Windows E, this PC, items view multi E, E, enter, E, V, video 13 of V, video.gap.mp3, 22 of 26.
Đấy, như vậy chúng ta thấy có file video.ghép.mp3. Video đã ghép .mp3. Chúng ta muốn lưu file ảnh thì chúng ta nhấn Ctrl cộng E. Control E, select JPEG to save dialog. File name, edit combo, video.ghép.jpg, Alt plus N. Và tôi nhấn Enter ở đây thì sẽ có file là video.jpg. Enter, video.ghép.mp4, vidimux, codec options, video decoder, map connect, DX window Z, this PC, enter, this TV, video, 13 of V, video.ghép.jpg, 22 of 27. Các bạn muốn loại bỏ tiếng trong video thì làm như sau. Các bạn để nguyên các thông số những lúc ban đầu, tức là video output là mục 9/10, mục uncheck các bạn để 2/10 và output video các bạn chọn MP4. Configure button, filters button, shift, edit spin box. Configure button, video output combo box, MPEG 4 AVCX264, down. Configure button, filters button, one track combo box, MP3 name, down. Nhấn Alt với tiền số để mở. List box, MP2 lab, MP2 AC3 lab, 5 AC3 Apton, AUG lab, 3 of AUG FDK, 2 of 10. Enter vào mục AUG FDK, enter, 1 track. Sau đó các bạn sẽ mở hộp thoại, save audio bằng Alt A. Alter menu, select track S. Enter tại mục select track S. Select track. Enter, leaving menus, video.gup.mp4, vidimux unavailable, audio tracks configuration, enable checkbox checked. Thì cái mục audio check này, ngay mục đầu tiên, nó là enable checkbox checked. Đang check thì bỏ chọn đi. Space, not checked. Tiếp theo thì nhấn tab, đến các mục tiếp theo thì đều là bỏ chọn hết. Enable checkbox not checked, enable checkbox not checked, enable checkbox not checked, OK button, enter. Tab đến OK, enter. Video.gup.mp4, vidimux, codec options, vid. Sau đó các bạn lưu lại. Control S, select file to save dialog, file name, edit combo, video doc. Tôi sẽ lưu vào E, colon, backslash V, I, E, O, E, video, D, A, da, V, O, O, T, I, E, N, G. Enter, encoding dot dot dot, video doc, get dot mp4, rhythm. Encoding dot dot dot. Encoding dot dot dot, group, button, group, time remaining, progress bar, 41, saving of. Encoding dot dot dot, group, button, group, time remaining, progress bar, 75, saving a few seconds. Info, done, file video. Như vậy là nó đăng là xong. OK button to activate, press spacebar, enter. Enter, okay. Enter video.gup.mp4. Tôi vào kiểm tra lại. Windows E, this PC. E, enter, E, items V, video, 13 of V, video.boteng.mp4, 22 of 20. Chúng ta thấy file video đã bỏ tiếng. Nhấn enter để mở thử. Enter. The KM player. Đấy, tôi đang tua nhưng không có tiếng. Lúc này file chỉ có hình ảnh mà thôi. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn về cách biên tập video với chương trình AV Demut. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của Trường Thanh. Nếu các bạn có ý kiến, bình luận gì về video, xin mời các bạn để lại phần comment. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sớm vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.